những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn dù tốt hay xấu họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời chính vì thế đừng nên lên án chỉ trích hay than phiền ai cả thậm chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung